Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Thánh Khư tập 193 Bây giờ mây đen dày đặc bầu trời, thỉnh thoảng sẽ phá vỡ, vãi xuống mảng lớn máu tươi, giống như nắng buổi chiều tà dương. Trên mặt đất thì một mảnh máu me, sinh vật chém giết đáng sợ, rất nhiều hố đất đều toát ra mảng lớn xương đen. Sau khi hai người thay đổi phương hướng, thì phát hiện ra sinh vật mạnh mẽ trở nên ít đi. Toàn bộ khu vực đều yên lặng không ít. Một tiếng kêu chói tai truyền đến từ phía trước. Khối khu vực này thiếu khuyết thảm thực vật, giống như là một cánh đồng hoang, có rất nhiều tảng đá, cũng có dòng sông khô cạn rất hoang vu. Âu Dương Vong trả sát hai tay nói, rốt cuộc cũng gặp được sinh vật nhỏ yếu, bắt giữ một con, ép hỏi loại dị thuật kia. Sau đó chúng ta cũng thử một chút tại cái thế giới này nếu có hiệu quả thì nó không chừng có thể trở thành tinh thần thánh giả ở cái thế giới này cũng khó nói. Các nhìn thấy mấy sinh vật giống như là chuột nhưng lớn hơn rất nhiều. Đều lớn cỡ lợn rừng chẳng trắng, trắng như tuyết vô cùng sắc bén. Một thân da lông màu tím sáng ngời hai mắt sáng ngời có thần. Bốn con chuột tím đang tiến công một con mãnh cầm màu nâu. Động tác thật đã nhanh giống như là bốn cây cột điện quang màu tím trên không trung bắn xuống. Mỗi một, một lần xuất thủ đều có rất nhiều máu văng tung tóe. Con mãnh cầm kia kêu thảm thiết, lông vũ và máu thịt bị cắn xé xuống không ngừng. Khả năng bay của những con chuột tím này rất mạnh, động tác cực kỳ nhanh. Cho dù là một con hung cầm có thể phi thiên độn địa, lâm vào phòng phục kích của bọn chúng cũng hết đường chạy trốn. Mấy con chuột này đều ở cảnh giới quan tưởng đấy. Âu Dương Phong lầm bẩm nói. Mấy tháng trước, gã cũng đang ở cảnh giới này. Gần đây mới đột nhiên tiến bộ, trở thành tiến hóa giả san hà trung kỳ. Cuối cùng mạnh cầm bị một con chuột tím há mồm, cắn đứt ít hầu. Gào thét một tiếng, rời xuống mặt đất, chết oan chết uổng. Sắc mặt sở phong thay đổi, cho dù là loài chuột, thế nhưng bọn chúng cũng tinh thông kỹ thuật chém giết, phối hợp ăn ý hơn nữa cả thấy có bóng dáng võ cầm của thần thú vì thế hắn xác nhận với âu dương phong cóc gật đầu nói không sai đúng đã có mấy phần bóng dáng võ công của thần thú cái đám chuột này khó lường à sau đó bốn con chuột tím lớn bằng lợn rừng hạ xuống mặt đất quanh thân đều phát sáng vận chuyển một loại bí pháp phồng lên sau đó trong cơ thể con hùng cầm trên đất bay ra một ít điểm sáng giống như là vật chất đặc thù nào đó bị bọn chúng hấp thù nhanh chóng. Quả nhiên sinh vật của thế giới này đều tu dị thuật. Ngay bây giờ, chúng ta bắt giữ bọn chúng ép hỏi ra loại phương pháp tu hành này. Các tiểu tử bò qua cho ta tham kiến bản thần vương. Âu Dương Phong nghề ngàng, thân là trạng thái linh hồn, gặp phát ra ánh sáng yếu ớt, cõng mai rùa trên lưng, chắp hai tay sau lưng, ưu ừ nhã bước thiên nga bộ, cứ thế hiền ngang bước tới. Từ khi tiến vào thế giới này, gã đã bị đả kích không nhẹ. Đầu tiên đã chạy trốn trong giàn quỳ dưới mép bạo long, sau đó lại lần lượt nhìn thấy từng con quái vật quát tháo, thậm chí phát hiện Á Thánh đang tranh phá, khiến cho Âu Dương Phong không còn cách nào khác, nơm nớp lo sợ. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được mấy sinh vật yêu hơn gã. Tinh thần Âu Dương Phong phấn chấn, liếc xéo bốn con chuột tín bay ra tư thế kiều cẳng. Xoẹt, xoẹt. Bốn con chuột tím nhe răng, chủ động vồ tới, quá hiếu chiến. Muốn chết à? Âu Dương Phong dù bận vẫn ung dung, nhô trầm một cái tay, chộp tới trước, giam cầm một con chuột tím. Tiếng kêu chói tai vàng lên. Chuột tím lỡn cỡ lợn rừng kia, thét lên như phát điên, chấn động mặt đất. Người cứ kêu to lên, là trách cả cổ họng cũng vô dụng thôi. Âu Dương Phong cười hăng hắc, rất hèn mọn, xét con chuột tím lên bằng một tay. Tư thế này thế nào cũng giống như một tên trùm phản diện. Thần tới cũng không cứu được ngươi đâu. Âu Dương Phong ngạo nghễ, bộ dạng như nắm giữ được sự chìm nổi của thế gian. Phong thái như thiên hạ đều ở trong tay. Nhưng còn sở phong thì tê cả ra đầu, thọc eo của gã. Đừng làm rộn, ta đang bước cùng đó chuẩn bị thu hoạch tuyệt thế dị thuật. Từ nay về sau vùng đền thật mạnh mẽ. Âu Dương Phong nói, nhưng mà tiếng nói của gã im bặt. Bản thân cũng cảm ứng được, đột nhiên ngẩng đầu. Trong chớp mắt, mặt của gã tái đi. Vô số đôi mắt xanh mơn mởn xuất hiện, lần lượt từng con, từng con chuột tím chui ra từ trong kẽ đất, ở phía rất xa, lờ mờ không nhìn thấy bờ bến. Đây quả thực là một biển chuột, nhiều lắm, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết gương mặt của âu dương phong trở nên cứng đơ ngoài cười nhưng trong không cười nói các vị chuột huynh đệ ơi ta nghĩ ở đây có chút hiểu lầm đấy có chuyện gì thì chúng ta cũng từ từ mà nói quân tử động khẩu không động thủ nào nào chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút mời chuột tiểu đệ mong ngồi xuống vừa rồi ta chỉ đùa giỡn với ngươi thôi hai ta từ từ trò chuyện nhé Âu Dương Phong nhẹ nhàng buông con chuột tím mà gã đã bắt xuống. Nói nhảm làm gì, trốn nhanh. Sở Phong ra tay, một cước một cước đã bay bốn con chuột trong trạng thái linh thể, nhưng không có đánh chết. Sợ khiến bọn chuột này nổi điên, kéo Âu Dương Phong chạy mất. Tiếng rít trói tai tụ vào cùng một chỗ, như là trời đông đất lở. Vô số chuột sông ra từ trong lòng đất. Có phải con khóe miệng còn dính huyết tương từ xác thối giữa Trông vô cùng dữ tợn Bắt bọn họ lại Hay âm linh rất kỳ lạ Chắc lại là quỷ hồn ở dị vực Trì đường nào đó Bắt lấy ép hỏi cho rõ ràng Trong tiếng chít chít ở phía sau Năm chuột truy sát không dứt Có chạy trên mặt đất Hùng mãnh như sư tử Có bay lên trên bầu trời Thành đàn liên tiếp Ở xương phòng trước kia Còn bay trong một bộ tư thái khinh miệt Cảm thấy bọn chuột nhắt này rất yếu ớt hiện tại sợ hãi triệt để rồi. Đây là thử triều A, nhiều lắm. Nếu rơi vào thật thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ giật mình phát hiện. Chuột tín cấp quan tưởng có rất nhiều. San hà cảnh cũng có một bộ phận tương đương. Trên mặt đất đều là bóng của chuột tím. Khó trách khối khu vực này rất yên tĩnh, bị bọn chuột này thống trị rồi. Lúc này mắt của cả đám chuột đều bắn ra ánh xanh, hóa thành bụi tên dập trời dập đất phóng về phía trước. Còn có thiên lý hay không? Mắt chuột tì hí thế kia và lại ngừng tụ thành ánh tên. Ở giường phòng hồ lớn, tên trúng mông. Ngày đó, hắn đều có thể là linh thể, mà không chắc chắn chảy máu đâm đia nở hoa khắp mông rồi. Tiếp đó, thượng triệu phía sau không ngừng thét lên, huyết khí của vô số chuột tím bay lên. Sau khi hội tụ vào một chỗ còn đáng sợ hơn so với con bạo long màu bà kia. Huyết khí ngợp trời quét sạch, áp bách đất trời. Sợ Phong và Âu Dương Phong đều cảm thấy huyết khí dương cương ở phía sau quá kinh khủng. Cho dù là ở trạng thái tinh thần cũng bị áp chế, đến nỗi thần thể kém chút nữa là sụp ra. Đi mau! Cuối cùng tốc độ của bọn họ cũng đủ nhanh. Nếu như chậm hơn một phần, chắc chắn phải chết không thì nghi ngờ sen đầu tung dưới lực áp mách của cỗ huyết khí kia, ăn hiếp người ta quá đáng. Âu Dương Phong ngồi lên một chỗ nham thạch, ngồi đó căm giận bất bình nói: Âu Dương đại gia là thần thú đấy, thế mà bị chuột ăn hiếp, đi đâu mà nói lý đây? Sau được canh giờ, bọn họ hành động trong yên lặng, bắt được một con chuột lạc đàn, không làm kinh động đến thử triều, sau đó phi trộn hết sức rời xa khu vực này. Hai người cùng nhau bức cung Lục soát trùm sáng tinh thần của con chuột này Thấy rõ rất nhiều chuyện Nơi này tiếp xác với cao nguyên hùng thú Xem như là một khu vực cực kỳ hoang vu Coi như là tương đối yên tĩnh Không nguy hiểm ấy Đáng tiếc Cấp độ của con chuột này quá thấp Không biết gì nhiều Nhưng Sở Phong và Âu Dương Phong Cũng tìm hiểu được một chút tin tức Từ trong miệng của nó Nhiều đây cũng đủ khiến bọn họ biến sắc tiến hóa giả bên trong hùng thú cao nguyên kia vô cùng khủng bố. Có tin đồn rằng nếu có thần thú trưởng thành nào tùy tiện xông vào cao nguyên hung thú đều sẽ vẫn lạc. Ở sâu trong cao nguyên kia có phải tên bạo quân tuổi tác cực kỳ cổ xưa và đáng sợ, thầm bất khả trắc. Sang mặt của Âu Dương Phong không hề dễ nhìn chút nào. Thần thú trưởng thành cũng sẽ bị giết sao? Sở phong cũng động dung trong vũ trụ trì đường của bọn họ một khi thần thú trưởng thành ít nhất cũng đã tiến hóa giả cấp bậc chiếu rọi trừ thiên hơn đỡ vũ trụ của hắn bị cho là âm phủ các loại phương pháp hô hấp đều không toàn diện sinh vật rất khó đến được độ cao mà những cao thủ ở dân gian kia có thể đạt đến còn nơi này thiên địa và hệ thống tiến hóa có đầy đủ và hoàn chỉnh thế nhưng thần thú có thể mạnh đến cấp độ cỡ nào bất kể nói gì nhất định rất mạnh rất đáng sợ. Nhưng dù cho là như thế, thần thú trưởng thành tiến vào chỗ sâu của cao nguyên hùng thú vẫn sẽ vẫn lạc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, điều này hơi đáng sợ. Còn những thế lực càng xa xôi thì sao? Có thành trì, có sự tồn tại của nhân tộc và môn phái tiến hóa các loại hay không? Sở phong hỏi thăm cái khác. Có chuyện này hơi mở mịt, nó luôn sống ở nơi này, căn bản không biết tình huống bên ngoài như thế nào sau đó sở phong và âu dương phong đã được như ý nguyệt, đạt được một loại dị thuật và phương pháp hô hấp kèm theo có thể hấp thu vật chất có thể xúc tiến tiến hóa trong cơ thể sinh vật nhìn thì giống như hấp thu nguyên năng sinh mệnh kỳ thật là không phải đây là rút ra vật chất đặc thù nào đó xúc tiến sự tiến hóa của bản thân đây là kết quả mà sở phong và âu dương phong phân tích ra dù ra một người thì nằm trong tay đạo dẫn hô hấp pháp một người thì đang luyện phương pháp hô hấp của thần thú chỗ đứng cực kỳ cao thâm ở đỉnh của kim tự tháp ở chỗ vũ trụ cũ của bọn họ tầm mắt vượt xa người thường mà con chuột tím này chỉ đã sử dụng dị thuật được truyền lại ở trong tộc như một loại bản năng mà thôi chưa từng đi cân nhắc bản chất và các bí mật ở bên trong đó sau đó bọn sở phong tẩy não con chuột tím này bỏ đi một phần ký ức rồi thả nó đi hai người nhìn nó chằm chằm nhìn nó trở về nơi nghỉ chân của tộc chuột âm thầm nhìn chằm chằm bọn chúng trong bóng tối thấy bọn nó đi săn nơi này gần cao nguyên hung thú thỉnh thoảng có hung cầm dị thú bay qua bởi vậy tộc chuột không thiếu hụt đồ ăn bao giờ Sở phong và âu dương phong quan sát mấy canh giờ thấy bọn nó đi săn sau đó vận dụng loại dị thuật kia sau khi vững tin là không có vấn đề gì Hai người vô cùng kích động Sau đó không lâu Bọn họ gặp được một con quái vật Toàn thân mọc đầy gai Giống như là linh cầu Cũng giống như con nhím Khắp cả người là gai nhọn màu tím Trông rất là hung hãn Giống Con quái vật này ở cảnh giới san hà Thực lực vậy mà vô cùng mạnh Đối với Âu rừng Phong Nắm bất đi nhục thân mà nói Thì rất là không quen Tuấn ham một phen tay chân mới không chết được nó kẻ ngoại lai âm linh còn quái vật này gào thét bị âu dương phong công phá cái trán ngã trên mặt đất kỳ lạ những sinh vật này hình như đều biết kẻ ngoại lai chắc đã thường gặp loại chuyện này âu dương phong hồ nghi một mảng đơn mũi tên bay tới nơi xa lại có ba con quái vật vọt tới gầm thét mặt chưa tiều hùng ác giống như là linh cầu toàn thân là gai nhọn. Lúc này gai nhọn màu tím trên người bọn chúng tróc ra, bắn tới như là những mũi tên lít nha lít nhít. Sở phong vận dụng hồn chuông, cũng chính là loại dương gian, ngăn trở tất cả mũi tên. Thần chuông màu đen chấn động, chấn vỡ tất cả mũi tên. Đồng thời quanh thân sở phong phát sáng, thôi động lực lượng tinh thần. Có ba chùm sáng bay ra, sốc lên đầu lâu của ba con quái vật kia trong tích tắc đánh chết chúng nó Biến thái Sao ngươi trừng trị tụi nó đơn giản dữ vậy Âu Dương Phong giật mình Gần đây nghiên cứu ra một loại thuật công sát về tinh thần Thần sắc của sở phòng nghiêm túc Nếu như không có nghiên cứu ra loại hồn thuật này Hắn cũng phải tốn hao một ven tay chân Bởi vì mấy con quái vật này thật sự rất lợi hại Không được Ta cũng phải chọn ra một loại thuật công kích tinh thần Từ trong võ công thần thú cẩn thận nghiên cứu mới được. Thứ Âu Dương Phong không thiếu hụt nhất chính là bí thuật đỉnh cấp. Tiêu diệt xong quyền rùa, các loại mảnh vỡ của dấu ấn trong máu của gã bị kích hoạt, nắm giữ truyền thừa thần thú mà tổ tiên để lại cho gã. Chúng ta cũng thử dùng dị thuật thuộc về mảnh thiên địa này một lần đi. Sở Phong nói, bọn họ nhìn chăm chăm bốn cỗ thi thể hùng thú, sau đó vận chuyển dị thuật thu được từ tộc chuột ông một tiếng một chút điểm sáng bay ra từ trong cơ thể của bốn thi thể hung thú kia đi vào trong thân thể của bọn họ trong tích tắc hai người đều cảm thấy toàn thân ấm áp vô cùng thư thái đáng tiếc có một bộ phận điểm sáng lại từ trong thân thể của bọn họ trôi ra ngoài không giữ lại được bọn họ suy đoán có thể là bởi vì không có nhục thân ngoài ra loại dịch thuật này của tộc chuột không đủ cao cấp hiệu suất khá thấp hao tổn khá nhiều nhưng hai người bọn sở phong thật sự cảm ơn được lực lượng tinh thần đang tăng trưởng tiến hóa chỉ là trình độ hơi chậm thôi cái này có chút nghịch thiên rồi nếu như đạt được một loại dị thuật cao cấp tương đối với cấp độ của phương pháp hô hấp đạo dẫn vậy chẳng phải là có thể tung hoành trong mảnh thiên địa này rồi sao trong lòng sở phong lửa nóng bốc lên chúng ta có về là ngọn núi màu máu không Âu Dương Phong hỏi. Cả cảm thấy là một mình cũng không thành vấn đề. Trước mắt bọn họ dẫn trước, có lẽ có thể cười đến cuối cùng. Không cần vội trở về, tìm hiểu thêm một chút tình huống đã. Sở Phong nói. Hắn có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấy địa vực cực kỳ xa xôi, có thể sớm tránh đi những cây hùng hiểm kia. Đây là chỗ dựa vào khiến cho bọn họ dám một mình ra ngoài dò đường. Ta thì cảm thấy chúng ta có thể thành thánh ở chỗ này tinh thần võ thánh âu dương phong tự tin hơn gấp trăm lần mây đen tàn ra suốt cuộc lộ ra một vành mặt trời toàn thân đỏ thẫm giống như nhuộm máu nhìn hơi đáng sợ hoàng hôn màu máu khu vực ngoại bộ của cao nguyên hùng thú vẫn như cũ thỉnh thoảng trình diễn giết chóc máu me có mãnh thú kịch đấu có hùng cầm rơi xuống khỏi trời cao Sở phong và âu dương phong đang đi săn đang tìm kiếm chân tướng của mảnh thế giới này hoặc là nói vẹn vẹn chỉ là bản chất của mảnh cao nguyên này. Đáng tiếc, có rất nhiều con bội thích hợp, gặp phải đều là thứ hung ác mạnh mẽ không chọc được. Đồng bột tí là gặp cấp độ kim thần hậu kỳ. Chủ yếu là bởi vì nơi này tiếp giáp cao nguyên hung thú. Quái vật sông ra đều rất là đáng sợ. À, có một sinh vật hình người. Đây là lần thứ nhất bọn họ nhìn thấy sinh vật hình người trong mảnh hoang nguyên này tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn. Sàn hạ cấp. Sự sự hai tiếng, hai người bay vỏ tới. Sở phong vận dụng thuật công sát tinh thần, oanh ra một trùng sáng tinh thần, phịch một tiếng, khiến người kia kêu thảm, lúc này ôm đầu té lăn trên đất. Nhìn kỹ thì cũng không phải người. Trên người có lông thú, trên mặt mọc ra vài màu xanh, chỉ là một sinh vật sống người mà thôi. Nó đang quàng quát quát tháo đang thích sở phong và âu dương phong nghe không hiểu gì sau đó nó vận dụng thuật tinh thần truyền âm âm linh lớn mật các người dám can đảm công kích tối tớ của thần minh ta là thần sứ nó rất nghiêm khắc trách cứ hai người sở phong thần sứ gì ta đánh âu dương phong xuất chiêu thiên nga lượng sĩ đùm đốp quất nó một trận dừng tay ta là thuộc hạ của nguyệt lượng nữ thần ở chỗ sâu thần thánh nhất cao nguyên hùng thú các người không thể đối xử với ta như thế Sinh vật hình người này kêu là oai oái Âu Dương Phong cũng không dừng tay Ra sức ẩu đả Dừng 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 Nguyệt lượng nữ thần thánh khiết nhất Không gì làm không được Mặc dù đang dừng chân ở sâu trong cao nguyên hùng thú Nhưng cao cao tại thượng Không gì không biết Không gì không làm được Các người đối với ta như vậy sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của thần minh. Hiện tại, Âu Dương Thần Vương đang trừng phạt ngươi, Người hiểu chưa? Bình đông bang bang. Một trận đòn tàn nhẫn, Âu Dương Thần Vương ẩu đả sinh vật hình người này đến kêu cha gọi mẹ. Ông tướng này không kiên cường chút nào, không khác gì đồ hèn nhát, kêu khóc, chiều gì cũng dùng. Sở Phong và Âu Dương Phong đều hơi cạn lời. Thế này mà là thần sứ gì? Chỉ là một tên tồi tớ trốn ra ngoài. Đúng là đến từ chỗ sâu của cao nguyên hung thú ta trốn ra từ trở nghiên cứu của nữ thần Nguyệt Lượng. Thật sự là nó có nguồn gốc từ phép hệ của nữ thần Nguyệt Lượng, nhưng chỉ là một tên tồi tớ đẳng cấp thấp nhất. Gần đây nữ thần Nguyệt Lượng bế quan, mấy vị đệ tử dưới khối của nàng đều đang thí nghiệm một cách điên cuồng, muốn tới được thành tựu nhất định trước khi nữ thần xuất quan để đạt được khen thưởng. Điều này dẫn đến vật thí nghiệm tiểu hào quá lớn. Tên tồi tớ này sợ hãi vật sống để thí nghiệm tiêu hào quá nhanh, dẫn đến trong động phủ cũng không còn hàng tồn kho. Vì vậy có mấy tên tồi tớ đã biến mất không ngừng. Sau đó nó quả quyết trốn đi, nó sợ hãi kế tiếp liền đến phiền đó. Sở Phong và Âu Dương Phong nghe vậy sững sốt một chút. Đây là tình huống như thế nào? Trong động phủ của nữ thần Nguyệt Lượng còn có sở nghiên cứu à? Nghe sao hơi giống cơ công nghiên cứu khoa học thế? Thế nhưng chủ nhân nơi đó lại là một vị thần minh nữ thần nguyệt lượng được tôn là thánh khiết nhất trên cao nguyên hùng thú một khi khoa học xen lẫn chung một chỗ với tu hành sẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy quái dị nói cụ thể một chút đi ông dương phòng thúc giục nói ta là tôi tớ bị đuôi nhốt mà lớn lên từ nhỏ đã sinh sống ở động phủ trong một cái hành cung của nữ thần nguyệt lượng ở đó chăm sóc hoa cỏ ngăn cách không giao lưu gì với thế giới bên ngoài cái gì cũng không biết Sinh vật hình người sắp khóc đến nơi Theo nó nói Nếu như tình cảnh hơi tốt hơn một chút Thì đó cũng sẽ không trốn Ở càng nguyên hùng thú Mà phản bội một vị thần minh Thì không còn đường sống sót Đây chính là nguyên tội lớn nhất Không thể rộng lượng thả thứ Người cái gì không hiểu gì hết hả Sợ phong Nó nhìn chằm chằm Thật đây ta giống như là một con cóc lớn lên trong một cái lọ, tiếp xúc với người bên ngoài quá ít, hiểu biết có hạn. Sinh vật hình người mang theo ý sợ hãi nói. Âu Dương Phong giận điên lên, bèn đánh cho nó thêm một trận. Sao vậy? Ta nói sai cái gì à? Sinh vật hình người kêu oan. Người phạm vào điều kiêng kỵ của ông. Mặt của Âu Dương Phong đen xì, đồng thời tiếp tục ẩu đả nó nói. Có con cóc nào xấu như người sao? Người ăn hiếp người ta Ta có xấu đi chăng nữa Cũng anh Tuấn hơn so với loại sinh vật Như cóc gấp trăm lần Sinh vật hình người bị đánh kêu khóc nói Dị thường không cam lòng Ta đánh chết ngươi Mặt của Âu Dương Phong càng đen hơn Như sắp chảy ra nước Có thể cuồng ngược nó Không phải ta chỉ nói ếch ngồi đáy giếng thôi sao Nhìn ra vẻ ngươi cõng Một cái chậu đèn to thế kia Chắc là biến chủng rùa đen tinh mới đúng sao lại phạm vào điều kiêng kỵ của ngươi rồi chứ? Sinh vật hình người này cũng xem như là không thèm đếm xỉa đến. Bà mẹ nó, bản thân vương nổi giận, đánh, đánh, đánh. Ở Dương phòng thở hồng hộc, hành hung một trận không dứt tay. Đừng đánh nữa, sắp chết người rồi, cứu mạng. Nữ thần quyệt lượng thánh khiết nhất, xin khoan thứ cho ta đi. Bỏ qua cho tôi tới trung thành nhất của ngài đi. Ta biết nhất định là ngài đang trừng phạt ta thì những cái tên tinh trùng lên não trước mắt này quá hung tàn, sắp đánh chết ta rồi, cứu mạng. Sinh vật hình người quỳ trên mặt đất, vô cùng thành kính, run rẩy hướng về phía cao nguyên hùng thú dập đầu, không ngừng cầu nguyện. Âu Dương Phong quả nhìn là tức sôi lên. Nếu như không phải sở phong ngăn lại, đã không làm thịt ra hỏa này không được. Sở phong ngăn cản, hắn xem như đã nhìn ra cử chỉ của sinh vật hình người này điên rồ đã không có cách nào nói chuyện bình thường. Cuối cùng Sở Phong và Âu Dương Phong hợp lực thăm dò chùm sáng tinh thần trong đầu của nó, phát hiện ra hỏa này nói rất nhiều, coi như có thể tin được, nhưng cũng có phần còn giữ lại. Sinh vật hình người này không phải chăm sóc hòa cỏ mà là đưa đồ ăn cho vật thí nghiệm, có thể tiếp xúc đến một chút tình huống trong phòng thí nghiệm. À, không phải ta cố ý giấu giếm đâu. Ta sợ là các người hiểu lầm trong tay ta nắm giữ các loại số liệu trong phòng thí nghiệm. Ép bức ta viết ra. Nhưng mà ta thật sự không biết gì hết. Sau đó sở phòng cẩn thận thăm dò trùm sáng tinh thần. Thấy rõ một chút tin tức tương đối hữu dụng. Tình như khái niệm hạt thần tính. Cái gọi là dị thuật chính là thủ đoạn nắm giữ hạt thần tính. Sinh bệnh chính là kỳ tích của thế gian. Hạt thần tính được thay ngén ở bên trong vạn vật chúng sinh đều có nó có thể xúc tiến cá thể tiến hóa thuế biến không ngừng ngoài ra còn có phức tạp hơn như vật chất đạo tổ các loại có lẽ là thứ cao cấp hơn cũng phân bố trong cơ thể của các loại sinh vật số lượng cực kỳ ít ỏi không ai có thể nghiên cứu triệt để cho dù là nữ thần nguyệt lượng và đệ tử dưới khối cũng chỉ là đang nghĩ trăm vương ngàn kế để tinh luyện hạt thần tính thử nghiệm tăng thêm tốc độ mới tiến hành các loại thí nghiệm nói cho đơn giản thì những thí nghiệm kia đều đã đang cải tiến dị thuật trong tay đứa thần nguyệt lượng nắm giữ dị thuật trung cực là một trong những dị thuật mạnh mẽ nhất cao nguyên hùng thú dị thuật mà người nắm giữ là cấp bậc gì so với dị thuật của đám chuột tím trên cánh đồng hoang này thì như thế nào sở phong lại hỏi hắn và âu dương phong đã đắc thủ lục soát được một loại dị thuật từ trong trùm sáng tinh thần của sinh vật hình người có vẻ khá là bất phàm cái của ta là dị thuật nông cạn nhất trong phe hệ của nữ thần nguyệt lượng nhưng so với dị thuật của đám chuột tím kia thì chắc là sẽ mạnh hơn một chút đấy nó đáp cho dù là dị thuật đơn sơ nhất dù sao cũng có nguồn gốc từ một vị thần minh mặc dù là chuẩn bị cho nô bộc nhưng cũng không phải dị thuật của thú tộc bình thường có thể so sánh Nghe vậy Sở Phong và Âu Dương Phong quả quyết nhớ kỹ loại dị thuật này trong lòng. Cuối cùng bọn họ tẩy não sinh vật này, gỡ bỏ ký ức có liên quan, sau đó thả nó đi. Đây là tối tớ của một vị thần minh. Bọn họ không muốn có liên quan quá nhiều với nó, xóa đi tất cả vết tích gặp gỡ nó, như vậy mới ổn thỏa nhất. Mặc dù hai người Sở Phong đạt được dị thuật mạnh mẽ hơn, là pháp môn thô thiền của phe hệ nữ thần Nguyệt Lượng, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm được mục tiêu có thể triển khai pháp thuật này. Trên cánh đồng hoang này ẩn hiện sinh vật đều cực kỳ lớn mạnh. Đến lúc sắc trời đèn đánh, bọn họ mới có thu hoạch. Mười mấy con rơi bầu bạc ở trong trời đêm vô cùng bắt mắt, đều ở cấp độ san hà. Đôi cánh rùng rình từ xa bay tới với tốc độ cao, trong miệng phát ra sóng âm đánh giết hai người. Âu Dương Phong dùng võ công tinh thần vừa nghiên cứu ra một đạo cầu vồng bay ra xốc lên xương sọ của một con rơi tiếp đó cả há mồm gào thét một loại sóng tinh thần kỳ quái chấn động ra trong bầu trời đêm có bốn con rơi màu bạc liên tiếp rơi xuống một bên khác sở phong chiến đấu càng nhanh hơn hắn sử dụng hồn chuông mặc cho tám con rơi màu bạc lao xuống ở bên ngoài cơ thể hắn có một cái chuồng nhỏ màu đen đang phát sáng đột nhiên chấn động Bình một tiếng Giống như là thần binh ở thời đại hồng hoàng Gõ vang chuông lớn Không chỉ đánh sở xác sóng âm Mà còn dẫn phát ra Khi thần chuông rung động Cận sóng màu đen bay ra càng làm cho tất cả Tám con rơi đều kêu đến thảm thiết Mật mạng trong tích tắc Đều ngã xuống, linh hồn bị tiêu diệt Bá đạo như vậy Một cái tiếng chuông vang lên là toàn bộ tám sinh vật rất mạnh mẽ trong lứa sinh vật cùng cảnh giới mất mạng à? Âu Dương Phong kinh ngạc, giật mình trợn to hai mắt. Sau đó bọn họ thử dị thuật mới. Trong tích tắc, điểm xăng màu bạc liền biển bay ra. Hiện tại bọn họ đã biết đây là hạt thần tính, hiệu quả mạnh hơn so với dị thuật của tộc chuột tím. Thời gian không dài, bọn họ kết thúc loại tu hành đặc thù này. Sở phong vốn đang ở cảnh giới san hà cấp độ đại viên mãn như bây giờ hấp thu hạt thần tính nếu có nhục thân căn bản đã không áp chế nổi sẽ xông thẳng vào cảnh giới tố hình trước mắt thì trùm sáng tinh thần của hắn càng kiên cố sáng lạng dị thương hơn nữa nhiều thêm ít dương khí nhẹ nhẹ một đêm này bọn họ không trở về sợ phong và âu dương phong đi săn trên mảnh đồng hoang này cây vào hỏa nhãn kìm tình tránh được rất nhiều nguy hiểm chuyên tìm và săn giết mãnh thú và hung cầm âm âm đột nhiên lúc trời tờ mở sáng mặt đất rung động sau đó như là bị động đất toàn bộ hoang nguyên dường như đều đang run rẩy trốn thôi Sở phong hồ lớn hắn cảm thấy nguy cơ thần hồn sắp sụp đổ bởi vì có một loại huyết khí vô biên vọt tới từ cuối chân trời sương khí quá mãnh liệt đây là đại gia hỏa nào ông dương phong cũng giật mình chạy trốn thục mạng theo sở phong sau đó không lâu, bọn họ nhìn thấy hơn chục ngàn con lôi giác thú lao ra từ đường cuối cùng của mặt đất. Hình thể khổng lồ, đều dài cỡ mười trượng, hơi giống ngựa, nhưng toàn thân đều là vảy giáp. Trên đầu có một cái rừng, tia xét lượn lờ. ôi là trời! Hơn chục ngàn con quái vật cấp kìm thần, khó trách huyết khí trùng thiên, anh ngăn lại được đây. Âu Dương Phong bị hù điên cuồng chạy trốn. Gã và sở phong không dám bỏ chạy, men theo tuyến đường xung kích của đám lùi xác thú kia mà chạy trốn theo chiều ngang tranh thủ thoát khỏi quỹ thích hành tẩu của bọn chúng cái này tương đối gian khổ lực áp bách của huyết khí cách rất xa đã khiến cho người ta hít thở không thông chủ yếu nhất là dương khí tràn ngập đối với loại âm linh bọn họ thì tổn thương quá lớn cuối cùng bọn họ bị buộc không thể không trốn vào bên trong một kẻ đất phóng tới sầu dây lòng đất thế nhưng lại gặp phải một cái hố trồn lớn, sát khí cuồn cuộn, sương đèn tràn ngập. Bọn họ né ngang né dọc dưới đất ngang, tránh né cực nhanh. Bên trong thế giới hắc ám dưới đất, có vô số tiếng chuột kêu vang lên. Từng đôi từng đôi mắt xanh mơn mờn sáng rực, chú ý tới bọn họ. Hai người chật vật chạy trốn. Thư triều dưới mặt đất đuổi giết gần kề bên mông bọn họ. Lục xông ra khỏi mặt đất. Năm đôi giác thú kia xông tới, Thế nhưng một loại mãnh cầm bầu đen phô thiên cái địa xuất hiện, chừng mấy chục ngàn con phóng tới bên này. Điều triều vẫn như cũ, đã huyết khí cuồn cuộn. Sự phong thế ra hồn chuông, bảo vệ chính mình và Âu Dương Phong. Sau đó phóng tới mặt đất xa xa. Nếu không huyết khí trên bầu trời, sẽ làm trạng thái tinh thần phân tán. Đây là thế nào? Bọn họ chấn kinh. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là hung cầm mạnh thú. Xảy ra thú triều đáng sợ đều đã trốn từ hướng cao nguyên hùng thú tới có lẽ đã xảy ra sự kiện lớn rồi bởi vì hai người bọn họ giật mình phát hiện một tổng đàn mạnh thú ít nhất đều là hàng trăm hàng ngàn con thoát ra từ đồng bằng hùng thú đang lao nhanh tới đây mà có một ít giống loài từ như lồi xác thú màu đen hung cầm các loại thì nhiều đến mấy chục ngàn con quá kinh khủng cái này chắc có thể trùng sát á thánh hay cổ thánh sau đó thì một đám kiến màu đỏ biết bay mỗi một con lớn chừng cối nêm đá nịt nhà lít nhít nhiều đến một trăm ngàn con cũng xông ra đồng bằng hung thú điên rồi sao các loại quái vật đều trốn thoát Viễn càng nguyên kiệt đến cùng bị làm sao vậy sở phong và âu dương phong khổ không thể tả ẩn núp tứ phía cuối cùng hai người bọn họ thật vất vả tìm được một cái đất an toàn tránh vào không có gặp phải sát khí của hố chôn cũng không có chuột tím. Ròng rã một ngày một đêm, mặt đất đều đang rung động, những mãnh thú và hung cầm kia chạy trốn số lượng lớn. Lúc bọn sở phòng nghĩ ra, mặt đất trụi lùi, có dấu chân các loại mãnh thú, còn có rất nhiều bùn máu, đều là sinh vật tuột lại phía sau bị dẫm đạp ở chỗ này. Bọn họ tìm được một con quái thú quẻ chân, không có chạy trốn, ở đây dưỡng thương Hai người từ trong miệng đó biết đại khái sự việc đã xảy ra. Thần thú, tổng cộng có năm con thần thú xông vào đồng bằng hung thú. Muốn khai chiến với thần mình đời đó, muốn thanh toán với một vị bạo quân nào đó. Thế mà xảy ra loại sự tình đây? Trước kia có thần thú vẫn lạc tại cao nguyên hung thú. Hiện tại năm con thần thú xông đến muốn đi vào trả thù. Người thấy thế nào? Ông Dương Phong hỏi. Ta cảm thấy có lẽ cơ hội chúng ta đã tới đồng bằng hung thú rất nguy hiểm nhưng là trước mắt có thể cũng ẩn chứa cơ hội to lớn sở phòng nói ta cũng cảm thấy thế chúng ta đi ngang ngược lại nó không chừng có thể phát hiện ra không ít quái vật bị dẫm đạp thanh trọng thương trong quá trình đi lại kia có thể dùng dị thuật tu hành cứ như vậy hai tên này lên được liên tiếp ba ngày sau đó bọn nọ thu hoạch tương đối khá tinh thần thể của hai người đều đang thăng cường càng cô đọng hơn toát ra từng sợi dường khí nhưng vừa mới tiếp cận đồng bằng hùng thú còn chưa có chân chính đặt chân vào bọn họ đã dừng bước chân cuối cùng quay đầu đi ngay bởi vì từng sợi từng sợi huyết khí kinh khủng toát ra khiến cho cây cả mặt mũi cũng rạn nứt có hùng thú cấp á thánh đang kêu rên đang gầm nhẹ có sự kiện đáng sợ đang xảy ra ở cảng nguyên hùng thú thế giới này quá máu me, chúng ta đi thôi. Bọn họ lưỡng sức mà đi, không dám thật sự đi vào, hiểu rất rõ tình cảnh của mình. Sau đó thì bọn họ hướng về viên ngọn núi màu máu mà đi, muốn tụ hợp với đám người. Hai ngày sau, Sở Phong và Âu Dương Phong dừng bước, hắn lộ ra thần sắc kinh nghi. Sứ giả của hỗn độn thiên thần cùng xuất hiện ở cuối chân trời, đang trò chuyện với một đội ngũ kỵ binh, một bộ dáng vẻ kính cẩn sinh vật hình người đều cưỡi man thú. Sở Phong nhìn thấy sứ giả tộc thiên thần đang giam cầm mấy đồng bạn tinh thần thể sau lưng hắn, giao cho những kỵ binh kia. Thằng cháu trai này đang làm cái gì? Giao dịch với nhóm nhân mã nào đó của mảnh thế giới này, đưa người một nhà ra ngoài à? Âu Dương Phong giật mình nói. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Sắc mặt của Sở Phong trầm xuống. Nhóm kỵ binh kia rất đáng sợ, đều là cao thủ Chính yếu nhất chính là bọn họ có nhục thân, dương khí quá nặng. Nếu giao thủ thật, hắn và cóc khẳng định phải thiệt thòi thứ Hắn lẩm bẩm nói, mạnh lên, chúng ta phải mạnh lên thật nhanh mới được. Sinh vật phổ biến ở mảnh thế giới này đều có tù vi cao thâm, cấp độ như chúng ta ở chỗ này rất dễ dàng bị săn giết. Phải thông báo cho người ở ngọn núi màu máu, bằng mà không bị sứ giả của hỗn độn thiên thần cung này bán đi thì cũng không biết ầu Dương phòng nói cứ như vậy hai người lên đường bước trên đường về thế nhưng trên đường gặp được vài nhóm hùng thú lạc bầy là quần cư sinh vật nhỏ còn lại sau khi thú triều qua đi điều này dẫn đến bọn họ không ngừng đi đường phòng tốn thời gian hai ngày mới trở về đến gần ngọn núi màu máu lúc này trước ngọn núi màu máu thần xác của thần lạc âm cổ quái Nàng cảm thấy bên trong gỗ sắc hồn giáp bên dưới mình có một chùm sương mù bảo vây thêm một chùm tinh thần thể nàng chấn động trong lòng suy đoán ra đó là cái gì bên trong đoàn sương mù kia tiểu đạo sĩ tức giận không thôi nói lão yêu bà đáng chết thế mà trực tiếp làm chủ thành người mẹ đáng ghét này của ta phòng ấn tầm một trăm năm may mắn đạo gia ta đủ nghịch thiên mang theo phu thượng nguyên khí trong động tuần hồi hủy đi phòng ấn đạo gia ta không tin ai có thể phong ấn được ta càng ngăn cản ta Ta lại càng muốn giáng sinh sớm À không đúng Đây là nơi nào À nhục thể của ta đâu Trời ơi đạo ta ta không muốn sống Không thấy nhục thân đâu Vô lượng thiên tôn ông nội nhà ngươi Sau đó im lặng trong chốc lát Lòng có cảm giác nói A-di-đà à, Phật Vô lượng thiên tôn Lần này ta cảm ứng rất rõ ràng Người cha ruột kia của ta ở ngay gần đây Cha, cha ơi Tranh thủ thời gian tới cứu giá đi để cho con thoát ly khổ hải nào. Sau đó, người lại tìm mẹ cho con đi. Đạo ra con cho phép người làm như thế, tìm cho con mấy người mẹ, hai mẹ, ba mẹ cũng được. Còn núi màu đỏ ngòm, vành đá dựng đứng. Từng tiết xét màu đỏ có thể trọng thương tiến hóa giả tu vi kim thần đại phiền mãn, năng lượng đờ bốn phía. Mùi thuốc trên đỉnh núi nồng đậm, từng gốc cỏ nhỏ đỏ tươi lóng lánh mọc lên. Đó là thuốc lớn lên nhờ vào sự tầm bổ của máu thần thú bên dưới mấy ngọn núi tiến hóa giả thành đàn thiên biên nhưng ít đi quá nhiều so với trước kia hơn 600 vị thiên tài cấp vũ trụ cộng với 1.500 tên đệ tử của đại Mông tịnh thổ tổng cộng hơn 2.000 người nhưng đến bây giờ chỉ còn lại hơn 900 người chủ yếu là do mấy lần xung kích của bạo long màu bạc để thêm tia xét trên ngọn núi màu máu cũng làm cho rất nhiều người mất mạng có thể nói là xuất sư bất lợi tổn thất nặng nề trong vòng mấy ngày thôi, không ngừng có người ra ngoài thăm dò. Có vài người còn sống trở về, nhưng càng nhiều người không còn xuất hiện nữa. Cái gọi là cơ duyên và tạo hóa này thật đúng là hơi có vẻ châm trọng. Nằm sau ngày trôi qua, chúng ta chẳng đạt được gì. Từ đầu đến cuối sinh sống trong bóng tối của sự tử vong. Có người mở miệng tràn ngập oán khí. Bọn họ đều là người có thiên phú dị bẩm của các tộc, tiềm lực vô tận, cao hứng bừng bừng mà đến muốn vượt đoạt một phen cơ duyên lớn có thể ảnh hưởng đến cả đời này anh ngờ sau khi đến như nước lạnh dội đầu có người an ủi mảnh thế giới này càng nguy hiểm thì càng có nhiều khả năng thu hoạch cơ duyên quên đi thôi trước mắt là âu giã và ngô tuân hồi ra ngoài đó dò đường đã đi được năm sáu ngày rồi ngay cả bá thân thể và hai đại cao thủ có được vừng huyết của nhân tộc cũng một đi không trở lại chúng ta còn hy vọng gì có thể nói người và ta có thể mạnh hơn bọn họ sao hai người này khẳng định là chết đến mức không thể chết thêm được nữa rất nhiều người im lặng đây chính là hiện thực nhất là người tự đi dò đường từng thấy qua thử triều đã từng phát hiện mãnh cầm cấp kim thần chém giết thậm chí còn có người thấy vô số quái vật lao ra từ cao nguyên hùng thú lao nhanh gào thét bất luận là trên trời hay là dưới mặt đất đều lít nhạt lít nhít tình cảnh đáng sợ và hùng vĩ kia ngay cả thánh nhân cũng phải đùi tránh cho nên rất nhiều người tuyệt vọng có lẽ ngô luân hồi đã chết thế nhưng là sứ giả tộc ta còn sống mà trở về nhất định đã mang về tin tức vô cùng có giá trị truyền nhân dòng chính của tộc thiên thần là hỗn vũ mở miệng trước đây không lâu sứ giả của hỗn độn thiên thần cùng là thế vinh trở về phong trần mệt mỏi Thần hồn mang theo vết thương vừa trở về đã mời anh vô địch Nguyên thế thành thích hoành của phật tộc kim lân của đạo tộc diêm lạc của thị tộc tần đặc âm của đại bộng tịnh thổ một nhóm nhân vật mạnh mẽ nhất tụ tập cùng một chỗ bí mật trao đổi với nhau những người khác rất kinh ngạc rất hiếu kỳ rốt cuộc sứ giả của hỗn độn thiên thần cùng la thế vinh có phát hiện gì mang về tin tức như thế nào thế mà giữ bí mật đến như thế nhưng những người khác cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu Tụ tập ở nơi đó đều là nhân vật đại biểu mạnh mẽ nhất Không ai có thể trung chuyển địa vị của bọn họ Giờ khắc này Sở Phong và Âu Dương Phong trở về Lặng yên mà về Cẩn thận quan sát người nơi này Phát hiện dưới núi có một ít tro tàn hình người Hiện nhiên là do tia chớp màu đỏ ngòm đánh chết Chỉ có điều nơi này không có bị thú triều dùng kích tương đối mà nói coi như an toàn. À, Ngô Luân Hồi, Ngô Huynh trở về kia. Con người phát hiện hai người bọn họ, lập tức kinh hỉ lớn tiếng kêu gọi. Tất cả mọi người bị kinh động, lập tức đứng dậy nhìn về bên này. Hai người này rời đi sớm nhất, cứ nghĩ là bọn họ chết rồi. Kết quả lúc này thế mà hoàn hảo không việc gì trở về. Truyền nhân dòng chính của tộc thiên thần là hỗn vũ lập tức ngậm miệng, Mới vừa rồi các còn nói Ngô tuần Hồi chết rồi Kết quả hai người này liền lập tức xuất hiện Bản ra Ngài thật là lợi hại Phục lớn mệnh lớn tạo hóa lớn Hắc huyền có được huyết mạch huyền vũ Thọc cái đầu đen thui ra nói Ta biết ngay mà Quy tộc chúng ta sống rất thọ Luôn luôn có điểm lành đấy Đối với loại vân an này Âu Dương Phong cảm thấy lá gan hơi đau Nhưng mà cũng không thể cự tuyệt Ý tốt của người ta Gắn gần nở nụ cười gật đầu thăm hỏi nó Mấy ngày nay đường bội của ta lo lắng đến sắp hư người rồi Hắc Huyền tiếp tục bổ sung Giảo bồi ra hiệu cho Âu Dương Phong Một bên khác có một con rùa núi màu đen Đang chớp mắt nhìn Âu Dương Phong Lộ ra ý mỉm cười ngọt ngào Trong quỷ tộc Có thể nói là phong tình vạn chủng Âu Dương Phong vèo một tiếng Rút lùi hai bước Lồng tờ toàn thân dựng ngược lên Trực tiếp dùng mình một cái sau đó rụt cổ lại Cảm thấy mắc đái Cả cũng không, không dám nhìn nữa Muốn tránh hắc huyền và đường bội của nó Loại vũ mị này Loại xinh đẹp này Cả thật là không chịu đựng nổi Các vị đều tới đây Có việc lớn xảy ra Âu Dương Phong nói sang chuyện khác Một bộ dáng vẻ hết sức nghiêm túc Cả đám người khẽ giật mình Đều lộ ra vẻ kinh sợ Ngô Huynh, Âu Giáo Huynh Các ngươi trở về Vừa đúng lúc tranh thủ thời gian tới đây Chúng ta đang mưu nghị việc lớn Lúc này tần lạc âm mở miệng Mang theo nụ cười thản nhiên Địch thần đi tới từ đằng xa Chào hỏi sở phong và âu dương phong Bảo bọn họ đi qua đó Rất nhiều người hâm mộ Giải đất kia có một đám tiền tài cấp cao nhất Đều là đại biểu của thế lực khắp nơi Lần này Ngô Luân hồi và Âu Giã vừa về đến đã được mời qua Đây là sự tán thành đối với thân phận và địa vị của bọn họ Cẩn thận suy nghĩ một chút Nơi đó cũng nên có một chỗ cắm rồi cho bọn họ Dù sao một người có được máu của nhân vương Một người là bá thần thể Đều đã huyết mạch vang dội cổ kim Sứ giả của hỗn độn thiên thần cung Vẫn chưa về à Âu Dương Phong hỏi Tần Đặc Âm cười yếu ớt Mắt ngọc mày ngài nói Trước tiên đừng nói đến những cái này Mời hai vị nhanh đến bên này Có việc cần phải thương lượng Lúc này sở phong bỗng nhiên khẽ giật mình sau đó rốt thần, cuối cùng ngẩn người. Bởi vì ngay một khắc này, hắn nghe được một loại thanh âm, có người đang gọi hắn là cha. Trong tích tắc, hắn bị kinh ngạc, mặt trợn tròn. Ai mà không biết xấu hổ như vậy, lại gọi hắn là cha. Đây là nói đùa hay là đầu có vấn đề đấy. Nhưng hắn lại không tìm thấy nơi bắt nguồn. Thanh âm kia quá mơ hồ, có tính phá tán, nghe rất không chân thực. Ở một đoàn xương bù bên trong hồn giáp của tần lạc âm, Tiểu đạo sĩ vô cùng lo lắng Cả có thể cảm ứng được tình huống xung quanh Nhưng nếu là chỗ hơi xa một chút Thì không cảm ứng được Hơn nữa cả còn muốn truyền âm Quá khó khăn Mặc dù sương bù đến từ luân hồi Động bên ngoài cơ thể Đã có thể bảo hộ gã Nhưng cũng khăn cách gã Rất khó truyền tinh thần ra bên ngoài Không cách nào giao lưu thuận lợi Các và người cha kia của mình Cách nhau chắc không quá xa dấu ấn sinh mạng của gã đang cộng minh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể hấp dẫn một chút chú ý đối phương bà thôi. Chà, cứu mạng, con là dòng dõi của người còn chưa xuất thế, là con trai ruột của người đấy. Bên cạnh đó, người có họa lớn, người có nghe thấy không? Gã là to giống to, nhưng mà chỉ truyền ra một sợi tinh thần yếu đến nỗi, cơ hồ có thể không cần tính đến. Mới trở nên bên ngoài, liên tản ra, đứt mất đến trong tay sở phong thì đứt quáng cái gì cha ruột cứu mạng dòng dõi họa lớn các thứ không ăn khớp gì hết sau đó sở phong cẩn thận tìm kiếm dùng được cảm giác mạnh mẽ của tinh thần hắn loại bỏ những người ở gần dựa vào cảm giác đi thẳng về phía trước hắn rất là chuyên chú ngăn cách những cái khác thậm chí ngay cả tần lạc âm cũng bị hắn không để ý đến nhưng hắn lại đang tiến gần về phía tần lạc âm mời bên này Tần đặc âm ngoắc ngoắc tay Nàng phong hoa tuyệt đại Cho dù ở trạng thái tinh thần Lúc này hóa thành hình người Cũng thướt tha động lòng người Người mặc hồn giáp rực rỡ năm màu Hơi có một tia khí khái hào hùng Mỹ lệ không gì sánh được Không thể là nhân vật cấp nữ thần Ông Dương Phong và Sở Phong Đều đang đi về phía trước Đuổi theo bước đi của nàng Lúc này Sở Phong nghe thấy Truyền âm yếu ớt một lần nữa bởi vì tiểu đạo sĩ đang sốt ruột như phát điên, cao giọng la lên. Cha, con còn trông cậy vào người cứu con, nhưng mà bây giờ chính người cũng nguy hiểm, cẩn thận. Sở phòng không có nghe hết, nhưng trong lòng lại chấn động. Hắn mơ hồ nghe được hai chữ nguy hiểm. Đây là con người cảnh báo sao? Hắn chợt dừng bước. Cùng lúc đó Âu Dương phòng cũng đã được truyền âm bí mật từ Hắc Huyền nói. Bản ra, người khỏi sứ giả của hỗn độn thiên thần cung có trở về không? Có ý gì? y vừa mới trở về chưa đầu, vừa rồi đang mật nghị với một đám thiên tài cường đại nhất đấy âu dương phong cũng chợt dừng lại trong con người bán ra thần mang đáng sợ thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng <laughs> ngô huynh âu Dạo huynh còn đứng gây ra đó làm gì bên này đây sang người thừa kế của thi tộc diêm lạc cười to ngoắc ngoắc bọn họ ở đó có bọn người đạo tử kim lân phật tử thích hoành vũ hóa thần thể ánh vô địch nguyên thế thành ánh trích tiên chủ tức tiên tử nguyên viện nhưng mà Sở Phong và Âu Dương Phong lại lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách với bọn họ. Trong tích tắc cảm giác được nguy hiểm, nghiêm túc đề phòng. Những người ở đối diện kia là nhân vật bậc nào? Lập tức liền biết hai người này cảm giác được. Lập tức có người quát, bắt lấy hai người bọn họ. Diêm Lạc hạ lệnh cho thiên tài giao hảo với thi tập bọn họ, phong tỏa nơi đây, chuẩn bị bắt lấy Ngô Luân Hồi và Âu Dã. Cùng vào lúc đó, sắc mặt của đám người ánh vô địch tần lạc âm kim lần đạo tử cũng đều trầm xuống phần phó năm người vây quanh nơi đây không được thả hai người này đi sau mười lăm phút sứ giả của hỗn độn thiên thần cung la thế vinh xuất hiện từ sau một tảng đá lớn chậm rãi đi ra trên mặt mang nụ cười thản nhiên sở phong và âu dương phong nhìn thấy hắn ta trong tích tắc đã đoán ra rất nhiều thứ ngô luân hồi âu giã các người còn có nhân tính không là thế vinh thét lớn sau khi xuất hiện liền làm khó làm dễ. Sở phong phản ứng nhanh chóng, không làm chiêu trò để kích thích tâm tình của những người khác giống như hắn ta, mà là trực tiếp hô lên trọng điểm. Hắn muốn vạch trần chân tướng trước đối phương một bước. Đồ vô sĩ, người cấu kết với sinh vật của mảnh thế giới này. Sở phong thét lớn, có thể nói đang tranh giành thời gian với đối phương, chất vấn ngay tại đây. Tặc nhân ti tiện, người hại chết đồng đạo. Ở Dương phòng cũng phản ứng thân tốc, quả quyết giống to. La Thế Vinh không có bối rối, nhưng cũng không sụp thế nữa. Nhanh chóng truyền âm, mạnh mẽ dùng năng lượng tinh thần kinh khủng ngắt lời bọn họ. Đây là sóng tinh thần của một cao thủ cấp kim thần thứ thiệt. Hắn ta trách mắng. Hai người các người phản nghịch, còn muốn trả đũ à? Ác độc vô cùng, hại chết rất nhiều vị đồng đạo, tầm địa đen tối, đáng chém. Không thể không nói người này vô cùng lợi hại truyền âm của cấp độ chuẩn kim thần như một đạo kinh lôi chấn động khắp vùng đất này chấn đến tất cả mọi người thân thể lay động âm thầm kinh hãi nếu như giao thủ còn mấy người là đối thủ của la thế vinh âu dương phong giơ chân bị buồn nôn muốn hư người người này quá ác độc vậy mà ác nhân cáo trạng trước nói hai người bọn họ phản bội vũ trụ của mình cấu kết với người của thế giới này dụng ý khó do quá vô lại rồi Sở phong nhìn thần sắc của đám người ánh vô địch Nguyên thế thành kim lân thích hoành Hắn lập tức biết Bây giờ nói cái gì cũng chậm rồi Sau khi là thế vinh này trở về sớm Đã sớm mật nghị với một nhóm nhân vật quan trọng dội rất nhiều nước bẩn lên Sở dĩ không tuyên cáo ở trước mặt mọi người Chắc là sợ khi hai người bọn họ trở về Có người âm thầm truyền âm cảnh báo bọn họ Đây là muốn đưa bọn họ vào tuyệt địa Đảm bảo có thể đánh giết lửa giận trong lòng sở phong bùng lên thế mà bị người ta chỉ trích và tính toán như vậy không hề nghi ngờ là thế vinh trở về sớm chiếm cứ ưu thế và chủ động tuyệt đối lập tức khiến cho sở phong và âu dương phong lâm vào hoàn cảnh mười phần nguy hiểm nếu không phải ta có thần kỹ thiên phú thuận phong nhĩ lần này tất cả chúng ta đều sẽ bị hai tên cầu vật này bán đi sẽ bị bọn họ hại chết thật sự để biết người biết mặt không biết lòng là thấy Vinh đứng đó cảm khái, giải thích với đại chúng. Mà trên thực tế, hắn ta đã giải thích với đám Kim Lân, Thích Hoành, Ánh Trích Tiên, Tần Lạc Âm, Nguyên Thế Thành rồi. Cho tới bây giờ, bọn sở phong đã xa lưới, cũng có thể cho đám người kia biết. Trong lòng sở phong và Âu Dương Phong, lập tức nặng nề, lập tức biết vấn đề ở đâu. Người này về mà tu hành loại tuyệt thế thần kỹ như thuận Phong nhĩ, thật sự chính là nguồn cơn của mọi phiền phức. Hiện nhiên lúc Sở Phong và Âu Dương Phong phát hiện người này cấu kết với sinh vật của thế giới này, có thể đối phương cũng đã âm thầm nghe được động tĩnh của bọn họ. Sở Phong có thể vận dụng bản lĩnh siêu thần như hỏa nhãn kim tình dưới tình trạng đang là trạng thái tinh thần. Thì hiện nhiên đối phương cũng có thể thi triển thần kỹ thuận phong nhĩ trong trạng thái linh hồn, phát hiện bọn họ. Trên thực tế thì đúng là như thế là thê vinh và đám kỵ binh kia gặp phải tình cảnh khó khăn vì sống sót hắn ta không thiết báo ra đủ loại bí mật ở vũ trụ của chính mình cũng nói tình nguyện phối hợp với đối phương đem tất cả những người đến đây một mẻ hốt gọn cung cấp cho việc nghiên cứu của thần minh mà đối phương phục vụ trong thời khắc cuối cùng trong lòng của hắn ta lo sợ vô cùng cẩn thận vận dụng thần kỹ thuận phòng nhĩ dò xét bốn phương tám hướng vừa vặn cảm ứng được sở phòng và âu dương phong đi xa lại nghe được bọn họ trò chuyện âm thầm một khắc này phản ứng đầu tiên của hắn ta đương nhiên là giết người diệt khẩu lập tức báo cho chi đội kỵ binh kia tức tốc đuổi theo giết ra nhưng mà một mặt là sở phong và âu dương phong tốc độ nhanh một mặt là trong lúc đó còn xảy ra vài luồng thú triều với quy mô nhỏ ngay cả chi kỵ binh kia cũng không dám đuổi theo chứ có thể tránh né bởi vì nhân lực của bọn họ quá ít không thể chống lại là tây vinh một bên đề nghị chi kỵ binh kia chia mấy nhóm nhân mã tiếp tục lục soát và truy sát mọi người ngô luân hồi từ các phương vị khác nhau một bên khác thì lên đường trở về sớm đương nhiên nếu như hắn ta có thể trùng hợp gặp cỡ ngô luân hồi và âu Sơn phong kia thì đương nhiên sẽ giết sạch sành xanh hắn ta may mắn hơn so với bọn sở phong sau khi tránh thoát khỏi ba nhóm thú triều thì tìm đến một con đường tương đối là an toàn trở về sớm hơn một bước lúc đến gần ngọn núi màu máu hắn ta âm thầm liên hệ với la hỗn vũ viên ngô luân hồi và âu dương phong vẫn chưa về hắn ta liền triệt để an tâm hắn ta vững tin mình có thể ở chỗ này lật tay thành mây trở tay thành mưa có thể tùy tiện giết chết hai người kia lúc này vùng đất này lập tức chấn động tất cả mọi người rất khẩn trương có người cấu kết với một chi đội kỵ binh của thế giới này, đây quả thực là đại họa. Nếu thật sự bị bắt lại, lỡ như bị luyện hồn các loại, bọn họ hoài nghi còn có thể trở lại vũ trụ của mình hay không? Mặc dù người của đại mộng tịnh thổ cam đoan, sau khi chết ở cái thế giới này cũng có thể trở về, nhưng là tất cả mọi người vẫn lo lắng. Vạn nhất, bị đại năng tỉnh cấp bắt được, cắt miếng rồi nghiên cứu, vậy khẳng định phải chịu khổ lớn. Nói không chừng, ngay cả linh hồn cũng chết tại tha hương, cuối cùng không thể quay về. Ông Dương Phong bị tức hư cả người, cả giận nói. Nói hưu nói vận cái gì, ngậm máu phun người. Là Thê Vinh, người, cái tên vương bắt đàn này, người dám vu hãm chúng ta. Chuyện mình làm mà không dám thừa nhận. Hắc Huyền không hài lòng, nhỏ giọng nhắc nhở. Bạn ra, người kiểu mắng chửi này không tốt, mắng luôn cả chúng ta, nó không sao động đâu Vẫn thiên hướng ẩu giá Âu Dương Phong ngẹn đời bị tức không nhẹ Đồng thời gã cũng thầm thấy may mắn Còn đỡ chưa có mắng thành quân cõng trứng Gã phản ứng thần tốc nói Ta mắng không sai Hắn ta chính là tên vương bát đản Cũng chính là đồ con rùa Là con cháu đời sau của quy tộc chúng ta Một đám người đều không còn gì để nói Nhưng loại nói thêm trầm trọc người này Cũng không thay đổi được bầu không khí đáng sợ nơi đây đằng đằng sát khí bốc địch. Tất cả mọi người nghiêm túc vô cùng chuẩn bị chiến đấu. Mặt của La Thế Vinh mang nụ cười lãnh đạm, cũng không có bị chọc giận. Sâu trong hai mắt chứa vẻ trào phúng đồng đậm mà người thường không nhìn thấy được. Hắn ta chắc chắn có thể giày vò chết hai người này một cách rất tàn nhẫn. La Thế Vinh cứ còn cần mặt mũi không? Sợ phong mở miệng, hắn rất bình tĩnh, không có một tia bối rối trấn định đứng ở nơi đó nhìn đối phương tuy trong bên ngoài sở phong bình tĩnh nhưng đáy lòng lại phẫn nộ bị người ta đổ oan và hãm hại như vậy trong lòng như có ngọn lửa giận sôi sùng sục muốn lao trong ngoài cơ thể có điều hắn đại không vượt quá giới hạn chưa từng làm loạn vị trí cẩn thận mà nghĩ thì cũng chỉ là đánh một trận thôi cho nên sở phong càng điềm tĩnh vẻ mặt bình thản Mặc dù đang nói to, nhưng lại có chút lạnh nhạt, không mang theo nhiều tình cảm cá nhân. Các vị, ta nghĩ là thế phình này chắc chắn đã nói với các vị về chứng cứ phạm tội của ta không ít, nhưng mà các vị đều là kẻ hơn người, không thể hoàn toàn tin lời nói một phía của hắn ta. Không nói nhiều lời, ta kể lại những việc đã trải qua để các vị tự mình phán đoán. Sở Phong càng tỏ ra ùng dung giống như một lòng muốn nói rõ rằng mình không liên quan kể xong rất nhanh. Bởi vì hắn biết việc quan trọng này liên quan đến sống và chết, liên quan đến mọi người. Hắn và La Thế Vinh dùng lời nói đối chất. Hai người bọn họ, ai cũng không thể làm cho tất cả mọi người nghe theo. Tin rằng những người này xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn sẽ vô cùng cẩn thận. Trước mặt không chỉ có hắn và Âu Dương Phong bị bao vây. Ngay cả La Thế Vinh cũng bị nhốt ở chính giữa. Ai cũng không thể chạy thoát lùi một bước mà nói Nếu mọi người nghe xong tin tưởng Vậy thì cùng lắm đánh một trận Điều nên nói hắn đều đã nói Hơn nữa là xuất phát từ ý tốt Của giúp đỡ bọn họ Nếu mọi người liên quan không tin tưởng hắn Hoặc là nói có lòng dạ khác Vậy thì cũng không có gì ghê gớm Tự bảo vệ mình là được Quản chuyện sống chết của bọn họ làm chi Hơn nữa Hắn tin tưởng thực lực của chính mình Không cần phải giết ra ngoài ngô luân hồi nói vậy có tác dụng gì lớn như đều là người tự mình bịa chuyện cũng không thể biết được nếu lời ngươi nói là thật vậy hãy để cho chúng ta sưu hồn tác phách cẩn thận tra xét làm cho rõ ràng sự thật đi thì tộc diềm làm mở miệng cạn lộ ra nụ cười nhạt không có ý tốt nhìn chằm chằm vào sở phong và âu dương phong dù là ai thì đều biết một khi sưu hồn kể cả không có bí mật gì đáng nói nếu như không có trường lão củng cố linh hồn trước khi cái gọi là siêu hồn kia được diễn ra, thì độc môn thần kỹ kia cũng chỉ đợi bị người ta lấy mất thôi. Người muốn chết à? Âu Dương Phong giận dữ, chăm chăm nhìn lại gã, sau đó nói thêm một câu, còn quỷ bẩn thỉu Câu cuối cùng rõ là công kích cá nhân. Âu Dương Phong rất khó chịu. Sở Phong đã nói đủ rõ ràng và dễ hiểu tin rằng những người này sẽ có phán đoán công bằng nhưng còn diêm lạc của thi tộc thì rõ ràng đứng về phía lạ thế vinh các vị mọi người thấy thế nào hai người bọn họ đã bị trúng tìm đen rồi lạ thế vinh mở miệng rồi sau đó chậm rãi đi thong thả về phía trước đến gần sở phong và âu Dương phong rõ ràng là muốn ra tay rất nhiều người tách ra tránh đường cho hắn ngoại trừ kim Đân đạo tử thích hoành Phật tử, ánh vô địch, nguyên thế thành, cùng số ít người ngoài. Hơn chín phần mọi người bây giờ mới biết đến biến cố này, đều ở thế phòng bị, vây kín ở trong này. Với một số người xem, mặc kệ sở phong và La Thế Vinh ai có vấn đề, dù sao lúc này, chỉ cần nhất định không cho bọn họ chạy trốn, tự nhiên có thể biết rõ ràng. Lúc này, nếu bọn họ kích động đánh nhau, vậy thì không thể tốt hơn. Trước hết cứ để bọn họ hao tổn sức lực, cố gắng biện giải chứng minh trong sạch cho bản thân. Thi tộc Diêm Lạc liếm liếm môi nói, ta cũng hiểu được, hai người Ngô Luân Hồi và Âu Giã có vấn đề. Các vị đạo huynh có thể ra tay, bắt bọn họ lại, là để chúng ta sưu hồn đoạt phách. Gã nóng lòng muốn thử, như vậy nhìn ra được gã thấy rất hứng thú với người có dòng báo nhân vương, rất là muốn làm rõ nơi xấu nhất linh hồn hắn chứa đựng thứ gì. Sự thật là trong hơn 10 vị thiên tài đứng đầu, cũng có những người khác đang toan tính. Mà kệ nói thế nào, nếu như có thể thăm dò linh hồn của bá thân thể và người mang dòng báo nhân vương, loại lợi ích này quả thật không dám tưởng tượng. Ông Dương Phong giận tím mặt nói, cái quái gì thế? Các người đều bị kẻ ác độc, dàn nhân giả nghĩa này lừa, đều muốn tiếp tay cho giặc sao? Hay là nói, chính các người muốn thừa cơ tìm tòi nghiên cứu linh hồn chúng ta? Thư buôn lấy chính là thần kỹ chuyên thưa của ta và ngô luân hồi. nói xong câu cuối hắn ta mới tỉnh ngộ trong bọn người này chắc chắn gần một nửa có điều tư lợi sự mê hoặc này quá hấp dẫn bất kể là quy tộc man long xuất hiện bá thể hay là thiên nga tộc sinh ra thần thể đều lớn mạnh vô cùng mà bây giờ hai người hợp lại hội tụ thành bá thần thể không nói là hiếm thấy nhưng cũng không kém là bao mà ngôn Luân Hồi lại là người có dòng máu nhân vương tiếng tăm lừng lẫy. Từ thời kỳ xa xưa, khi mấy vị nhân vương cùng sinh sống, từng thiếu chút nữa khống chế vạn tộc, cái này càng đáng sợ hơn. Ông Dương Phong thấy trong tim lạnh buốt, hiểu rõ lòng người không đơn thuần. Trong lúc này, lại còn có người nhớ thương đến thứ tốt trên người bọn họ, muốn giành lấy hết sức tham lam và đáng giận. Các người chỉ nhằm vào hai người chúng ta sao? Ta hỏi các người, có sự hồn la Thế Vinh hay không? Âu Dương Phong khó chịu hỏi. Giờ phút này, trên phần mọi người đều lộ ra vẻ kỳ quái, âm thầm gật đầu. Ít nhất, mọi người đều sẽ cảm thấy rằng nên công bằng một chút, bởi vì bọn họ cũng hiểu được thị tộc diềm lạc thiên vị hơi quá với sứ giả hỗn độn thiên thần cung. Kim Lần mới nói, sau khi trở về là Thế Vinh đã bí mật bàn bạc cùng chúng ta, muốn chủ động thẳng thắn để ta tra xét linh hồn. Hắn ta là đạo sĩ nhất tộc, đến từ đạo tộc, là cường tộc số một số hai trên cả thế giới. Trong lượng trong lời nói chắc chắn không nhẹ. Tất cả mọi người giật mình, vẻ mặt thay đổi nhìn về phía La Thế Vinh, mặt thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn về phía Sở Phong và Âu Dương Phong, rõ ràng lại đề cao cảnh giác. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ tôi này nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn